Hello anh, không đi nữa giờ xuống hả? Xuống rồi. Ta chụp lấy cả không gian đó, cũng đẹp. Còn quay phải không? Quay. Được phải không? Cảnh lên hình để biên tập lại là càng đẹp nữa. Biên tập là mình sửa lại ha. Lên máy tính á. Đẹp quá. Hình như mình đi kiểu này mình không biết cái thác là thác tầng thứ mấy à, không biết tầng thứ mấy luôn. Hình như là cái này mới tầng thứ 1 thôi. Tầng thứ 8 rồi hả? Này mình đi nhiều tầng dưới rồi hả? Tầng 3 phải không? Chạy ít rồi hả? Đó, chứ có đường lên mà. Tiếp đi chậm mày, xuất phát hồi nãy giờ dưới chậm mày. Dạ. Rồi lên đi mà. Phong cảnh hữu tình. Bữa nay ngày nghỉ có rất nhiều nhóm lên đây chơi. Có người mới vừa đốt lửa. Bên đây. Thì có đi nguy hiểm. Cái đó sao leo? Nãy ông leo trước rồi. Bò ông bò sao hay vậy? Con ngựa không. Mang cho thằng nó tét lên đây hả? Tí
Muốn lên được cái thác kia phải đi đường mòn. Cứ đi theo lối mòn của cái người đã từng đi trước. Phải không? Mệt quá. Đúng rồi đó. Cuối cùng mình cũng đã lên tới nơi. Mệt đứt hơi. Dễ anh. Có gì đâu mà ngại. Let's go. Đi thì không sao mà đứng lại thở. Tuy nhiên là bàn tặng cho con người. Nó dạy phí quá ha. Dạy nè. Đẹp chứ. Nó ra vô chứ nó bể đầu. Đây đá, thời đá là nó đục cái kia, trắng một lớp rồi. Đấy là cái thớt này. Rồi có cái bay bẩu á, bay lên nó chở chứ. Không có một cây lan nào luôn. Ta thấy tờ hai hết rồi. Bước. Nhỏ, đi như chỉ có cái con suối mà lối mình đi là như là thấp nhất. Ừ. Kia lên cao không? Không cao cái gốc cây mà nằm ở bên kia thôi chứ.
chứ không quay gì đâu thấy độ cao đâu. Quay vậy thấy cái lùm cây, tưởng đâu quay lùm cây chứ. Độ cao thì thấy quay xa ra, lấy từ góc dưới suối nè, dưới suối ngay chân nè. Cái chuyền đá chạy lên nè. Cái lối mòn là suối nước suối nó chảy là thấp nhất, hai bên là hai chuyền núi, bên hai chuyền núi nó cao, chỉ có người đi đường chuyên nghiệp người ta mới đi được, mở đường đó chưa đó chứ. Ôi, ở trên kia có nhánh đàn quế. Ở trên cao, trên nhánh cây cao có một số nhánh đàn quế lá xếp. Bây giờ mình không có hái được, nó cao quá. Giờ tiếp tục chặng hành trình. Tiếp tục trèo đèo lội suối. Khoan từ từ á, dính anh này. Thì trước mắt nhóm chúng tôi đi, càng đi thì càng lên cao, không có nhận biết được là đây là tầng thứ mấy. Tại cái thác được mệnh danh là thác 9 tầng mà không biết là tầng thứ mấy rồi. Đường núi giang tay đôi lại đi xa. Và sớm giờ mình đi được bao nhiêu mét? Không đoán đi được bao nhiêu mét không? What?